Xin chào, các bạn đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Đột quỵ là bệnh lý cấp tính, nguy hiểm và thường xảy ra đột ngột, có tỷ lệ tử vong cao nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Trong đó, mạch máu não chiếm 15% trường hợp đột quỵ do xuất huyết. Mạch máu não bị tắc chiếm 85% trường hợp đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Vậy thì làm sao để nhận biết sớm được đột quỵ? Sau đây là một vài dấu hiệu bạn nên chú ý. Đột ngột yếu, tê mặt, tay, chân. Đột ngột nhìn mờ đi hoặc mất thị lực. Đột ngột khó nói hoặc không hiểu được lời nói. Đau đầu dữ dội mà không biết nguyên nhân vì sao. Chóng mặt, loạn choạng, té mà không giải thích được lý do. Các triệu chứng nói trên xuất hiện đột ngột trong vài giây tới vài chục phút. Đây là đặc điểm rất quan trọng của đột quỵ não. Các triệu chứng có thể nặng tối đa ngay từ đầu và không tiến triển nặng nề thêm. Thường là biểu hiện của đột quỵ não chảy máu. Hoặc các triệu chứng đã xuất hiện sẽ nặng dần lên trong các phút, các giờ tiếp theo và có các triệu chứng mới xuất hiện thêm. Thường là biểu hiện của đột quỵ thiếu máu não. Khi người nhà phát hiện thấy bệnh nhân có biểu hiện của các triệu chứng với các đặc điểm và hoàn cảnh xuất hiện như trên, người nhà bệnh nhân nên xử lý như sau. Bất động, theo dõi bệnh nhân, sơ cứu duy trì nhịp tim và nhịp thở khi cần thiết. Đối với những người bị tai biến mạch máu não, thời gian là vàng. Cách xử lý hay nhất là gọi xe cấp cứu hoặc taxi đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Việc thăm khám và điều trị cần hết sức khẩn trương, đặc biệt là trong khoảng 3 giờ đầu tiên. Khi di chuyển bệnh nhân nên để bệnh nhân trên mặt phẳng, nghiêng mặt sang một bên, nới bớt quần áo cho thoáng. Chuẩn bị tâm lý cho mọi người trong gia đình, chủ động đón nhận thời kỳ chăm sóc, điều trị bệnh nhân lâu dài và vất vả. Tuy nhiên, cũng có một số hành động nên tránh sau đây. Cạo gió, uống nước chanh khi bệnh nhân có các triệu chứng đột quỵ, tưởng lầm là bệnh nhân bị trúng gió. Do khi bị liệt vùng hầu họng, bệnh nhân uống nước sẽ gây sặc vào đường thở, làm suy hô hấp cấp hoặc gây tăng huyết áp và làm chậm thời gian đưa đến bệnh viện. Đưa bệnh nhân đến bệnh viện bằng xe máy vì có trường hợp bệnh nhân bị liệt một bên, không thể gác chân lên xe và làm những bên liệt bị chấn thương. Để bệnh nhân tại nhà chờ đợi sự thuyên giảm tự nhiên của bệnh hoặc cho rằng bệnh nhân tuổi đã cao không cần đưa đi bệnh viện cứu chữa. Trì hoãn để đưa bệnh nhân đi khám trong hoàn cảnh tiện lợi, khám theo tuyến, chờ cho đầy đủ các thành viên gia đình, chờ cho trời sáng thì mới đưa bệnh nhân đi bệnh viện. Tự sử dụng các loại thuốc cấp cứu điều trị mà không có đơn của bác sĩ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast này và đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!